À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 à, Thì hôm nay tiếp tục là một phiên mà thị trường rung lắc rút chân lên Chắc hẳn là anh chị cũng rất là khó chịu với cái phiên giao dịch của một hai phiên gần đây đúng không ạ Thị trường rung lắc khá là mạnh à, thì, Tuy nhiên là mình vẫn duy trì cái quan điểm nhận định thị trường trong một cái xu hướng lên Và chiến lược ở đây là chúng ta nắm giữ các cổ phiếu kim cương Đây là một số cổ phiếu kim cương mà anh chị có thể tham khảo à, Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết Phân tích chi tiết rất mong anh chị và các bạn ủng hộ kênh, like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì đi vào nhận định thị trường ngày hôm nay thì các anh chị có thể thấy là trong hai ba phiên gần đây, ấy, thị trường rung lắc khá là mạnh. Và giống như mình cũng có chia sẻ với anh chị ấy, là khi mà giai đoạn thị trường ở cái giai đoạn mà nó gặp những cái mức khả cự phía trên này này. Thì giống như các anh chị đi trên máy bay, ấy, máy bay ấy sẽ cất cánh và xong ở trong cái giai đoạn xuyên mây. Xuyên mây để chuyển đi lên cái tầng ở phía trên ấy, thì các anh chị thấy nó rất là sóc vì đoạn này nó khá là nhiều mây nó khá là sóc và đâu đó thì các cái cổ phiếu nó cũng rung lắc cũng khá là nhiều và kể cả những cổ phiếu đang chạy cũng có cái hiện tượng rung lắc và thậm chí một số cổ phiếu cũng bị rơi khỏi những cái điểm mà chúng ta an toàn và chúng ta cần phải thanh lý thì đó là cái giai đoạn như vậy thì tuy nhiên là nếu mà cái giai đoạn này vượt qua được thì thị trường sẽ có một cái cơ hội sóng khá là lớn ở phía sắp tới anh chị nhé đặc biệt là những cái dòng như là chứng khoán và ngân hàng là sẽ có những cái cơ hội rất là tốt chứng khoán ngân hàng và có thể là dầu khí ví dụ như vậy thì ở đây thì nhận xét về thị trường thì mình vẫn duy trì cái cách nhận định nhận xét nó rất là đơn giản và nó trực quan như thường lệ thôi các anh chị nhé thì cái ngày 17 tháng 3 thì là mình vẫn nhận định là thị trường trong một cái xu hướng là bắt đầu quay lại đi lên anh chị nhé thì như vậy nó hiện nay thì vẫn vậy và với những cái phiên giao dịch gần đây thì nó cũng vẫn vậy thôi không gì thay đổi cả tuy nhiên nó ở vừa gần cái vùng kháng cự phía trên cho nên nó có cái sự rung lắc thì các anh chị cần dũng cảm và kiên nhẫn một chút. Đối với những cái mã cổ phiếu nào mà nó rơi khỏi thì chúng ta cũng nên 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 thanh lý nhá, nếu nó rơi khỏi những cái điểm an toàn thì nên thanh lý. Còn nếu không có thì các anh chị nên kiên nhẫn, bởi vì thành quả đúng không ạ, nó chỉ đến đối với những người kiên nhẫn và dũng cảm thôi. Nếu mà chúng ta vội vàng dùng những cái cách bản năng thông thường để đầu tư chứng khoán thì rất sẽ rất là khó để có lợi nhuận. Thì đây là một cái chia sẻ mà anh chị hoàn toàn có thể để nắm bắt cái thông tin này để có những cái cảm nhận sau khi kết thúc cái giai đoạn thị trường hoặc là cái giai đoạn uh, kết thúc cái giai đoạn rung lắc này vào cái nhịp sắp tới đây thì mình không chắc là thị trường sẽ đi lên đến đâu tuy nhiên là mình thấy là phía trước sẽ có một cơ hội khá là lớn anh chị nhé ở giai đoạn này thị trường với cái khối lượng giao dịch cũng ở mức bình thường và các cái dòng tiền đầu cơ nó chưa vào thì đối với vn index là như vậy nhé hôm nay là rút chân lên vẫn là trong giai đoạn xuống đi lên vn 30 cũng vậy đang xuống lên và hoạt động trên cái đường trung bình ma 10 ma 20 Up Index và H Index thì các anh chị thấy nó có dấu hiệu xấu hơn một chút. Up Index thì thùng ở MA10 nhưng vẫn trên MA20. Khối lượng thì khá là thấp. H Index thì là khối lượng có sự gia tăng và thùng MA20, cho nên các anh chị thấy là rõ ràng ba 30 thì hiện nay là mạnh nhất và chủ yếu các cổ phiếu blue chip là mạnh nhất. Và số lượng các cổ phiếu tốt thì nó có sự giảm, các anh chị có thể nhìn này, số lượng cổ phiếu tốt thì nó nó chỉ có hai trăm linh một cổ phiếu thôi điểm trung bình các cổ phiếu thì nó vẫn trên MA20 như thủng một chút so với MA10. Thì như vậy thì các chị nhìn thì cái số lượng cổ phiếu nó như thế này thì nó rung lắc là chuyện rất bình thường anh chị nhé. Thì một vài phiên tới nếu thị trường mà ok chấp nhận được cái nhịp này. Ok, rũ bỏ bớt những cái nhà đầu tư yếu bóng vía hơn đi thì nó sẽ nhẹ nó sẽ đi lên. Và lúc đó sẽ số lượng cổ phiếu tốt sẽ nó sẽ nở ra. Và nếu đúng như cái nhận định như vậy thì nó sẽ có một cái nhịp khá là mạnh ở phía sau anh chị nhé. Cơ hội ở phía sau rất là nhiều chúng ta không cần phải quá vội vàng chúng ta không cần phải mua bằng mọi giá tất nhiên mình nhận định nó là cơ hội phía phía sau nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ vào đặt cược bằng mọi giá anh chị nhé đúng thì chúng ta sẽ nắm giữ cổ phiếu Và sai thì chúng ta sẽ phải sửa và đặc biệt kiên nhẫn với cái việc lựa chọn danh mục của mình anh chị nhé thì đó là như vậy thì cái chiến lược ở đây thì có thể tóm lại là thị trường trong cái xu hướng đi lên nắm giữ cổ phiếu kim cương xem xét mua bổ sung cổ phiếu tuy nhiên là rung lắc cho nên anh chị phải kiên nhẫn thì đó là về thị trường nói về, về, các cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh thì anh chị có thể nhìn thấy đây là các cái nhóm ngành cổ phiếu mạnh hơn thị trường nguyên tắc phân tích của mình cũng rất là đơn giản các anh chị xem kênh hàng ngày đúng không các anh chị xem kênh hàng ngày thì đều duy trì một cái cách phân tích cực kỳ là đơn giản phân tích từ thị trường sang đến nhóm ngành và đến thứ ba là cổ phiếu cứ ba cái đó nó bổ trợ cho nhau củng cố cho một cái xuống đi lên thì chúng ta sẽ an toàn để nắm giữ cổ phiếu Đúng không? sẽ tìm được những cái nhóm ngành mạnh nhất và các cổ phiếu mạnh nhất ở các cái nhóm ngành. Đây thì đây là những cái nhóm mà vẫn mạnh ở thị trường chung anh chị có thể tham khảo như nhóm bán lẻ này, nhóm về phần cứng phần mềm công nghệ thông tin này, bảo hiểm chứng khoán, dịch vụ đầu tư, giấy khai thác than, về ngân hàng, nông sản, khí đốt, thực phẩm và thiết bị viễn thông, đây là những cái nhóm mạnh hơn thị trường chung thì chị có thể quan sát những cái nhóm này. Đấy. Thì bây giờ tiếp đến phần cổ phiếu. Thì như thường lệ mình cũng chia sẻ cái nhóm trong cái phần này này màu xanh này, này là cái các cái cổ phiếu Ken Slim các cái cổ phiếu mạnh nhất đây là các cổ phiếu về vía đây dòng tiền là cái nhóm ưu tiên thứ hai thì trong cái Ken Slim dòng tiền này thì các chị thấy là đây là đa phần là những cổ phiếu rất là mạnh và thuộc những cái nhóm ngành mạnh những cái cổ phiếu mạnh và thuộc nhóm ngành mạnh thì nó là các cổ phiếu kim cương thì anh chị có thể dừng lại các anh chị xem cái đoạn này lát nữa mình cũng sẽ trở lại đột thị Ami Broker để phân tích cho các anh chị xem nhé đấy là ưu tiên số 1 nắm giữ còn như tiên số 2 là các anh chị có thể đây một số cổ phiếu như là DBC, GIL, SGT anh chị nhé cái cổ phiếu FUA này là, là, cổ phiếu mà nó cũng mới IPO thì nó nằm ở trong này thôi nhưng mà tuy nhiên là chúng ta không ưu tiên nhiều về nó như có DBC, GIL là ok anh chị nhé à, ngày hôm nay có thể mua được cổ phiếu nào các anh chị có thể xem xét mua một số cổ phiếu như sao vẫn có thể mua được các cổ phiếu kim cương và khá là gần nền nữa như AST, VND, AAS, TDM, CNG và PNG Các anh chị mua được vẫn khá là gần nền anh chị nhá, Thì anh chị có lưu ý cái này Còn các cổ phiếu viết đây dòng tiền và ok Thì anh chị có thể theo dõi các cổ phiếu đây SGT, BMI đấy Có mấy cổ phiếu về bảo hiểm ấy Chứng khoán và phụ kiện Đó thì đây là những cổ phiếu ok thì Các anh chị yêu thân nhất là nhóm này Các anh chị yêu thân nhất là nhóm kim cương Đây nhé ưu thứ hai là nhóm này Nhóm ok này Ồ oh, nhóm ok nó mình vừa ẩn bớt thực ra nó sẽ nhiều hơn đấy nó khá là nhiều cổ phiếu ok chị có thể dừng nhịp xem nhé đấy ưu tiên số 3 là các cổ phiếu ok về dòng tiền đấy thì bên mình sẽ trở lại đây để mình sẽ phân tích cho các anh chị à mình cũng nói mình nhấn mạnh với các anh chị nhé các cái cổ phiếu kim cương này nó không phải là các cổ phiếu cho điểm mua trong ngày hôm nay chị nhé nó đây là những cổ phiếu mạnh nhất đẹp nhất hiện nay có những cổ phiếu thì có thể mua được và có những cổ phiếu đã vượt qua điểm mua rồi thì chúng ta không mua nữa và chúng ta nắm giữ điểm mua là nắm giữ các cổ phiếu đó thì các anh chị cũng lưu ý rất là lưu ý nhé à, những cổ phiếu kim cương này, này cái cách tiếp cận của nó tức là các viên kim cương thì nó sẽ là những cái viên kim cương lộ thiên rồi và nó sẽ tiếp tục sẽ là những viên kim cương trong thời gian sắp tới anh chị nhé chúng ta không không cần đi tìm những cái cổ phiếu ở dưới lòng đất để kỳ vọng mua để một ngày đẹp trời nó biến thành kim cương chúng ta hoàn toàn có thể mua những cổ phiếu kim cương và kỳ vọng cho nó tỏa sáng để chúng ta kiếm được những cái khoản lợi nhuận từ 20 đến 30 và 40 phần trăm và nếu sai thì chúng ta sẽ phải thanh lý cổ phiếu còn nếu đúng thì chúng ta sẽ nắm giữ đấy là cách tiếp cận là như vậy đây anh chị xem đây đấy mình sẽ chạy lại một chút cho anh chị xem Với cái cách giao dịch phân tích như thế này thì anh chị sẽ rất là nhàn đầu bởi vì nó định lượng hoàn toàn. Các anh chị không cần phải suy nghĩ, các anh chị không cần phải đi tìm kiếm tin tức. Các anh chị cũng không cần phải đi nghe ngóng, dò la những cái thông tin về doanh nghiệp, về cổ phiếu. Chúng ta hoàn toàn đánh một cách định lượng, học thuật và quản lý cảm xúc. Đây, đó thì đầu tiên các anh chị thấy là đối với dòng bán lẻ thì có một số cổ phiếu kim cương như là Thời di động này, nắm giữ ok nhé, nó xa nền rồi không mua nữa. AST thì cũng khá là gần nền, các anh chị có thể mua được và nắm giữ thì ok. DGW OK nó đang là cái kênh lên rất là tốt sau những cái điểm mua bùng nổ vượt nền ở đây. Những cổ phiếu này cũng được nhắc đến khá, khá là nhiều rồi anh chị nhé. FRT FRT thì sau những có một phiên dụng lại MA10 thì sau đấy nó bám lại MA10 và chạy như thế này thì cũng OK nhé. Tiếp theo là có CMG các anh chị OK nhé. Nằm giữ nó đang đi lên thôi. Không mua nữa nằm giữ. FPT FPT thì chạy cũng khá là tốt. Nếu anh chị mua ở những cái điểm này thì các anh chị đã có những cái khoản lợi nhuận cũng đâu đó cũng khoảng là 15 phần trăm rồi 15,2 phần trăm rồi một cơ hội nhịp chạy khá là tốt cái nhìn nắm giữ Đấy, bvh bvh nhịp chạy khá là tốt nằm giữ cổ phiếu bích bích cũng chạy khá là tốt thậm chí là hai cái phiên này các anh chị hoàn toàn có thể mua được cổ phiếu hoàn toàn có thể mua thêm được ok nhé Vnd nhé Đây là để mua bùng nổ vật nền này hai phiên này các anh chị đều có thể mua được Vnd khá là gần nền mua và năm giữ ok Uh, CSD này ok nhé các anh chị nắm giữ ok nhé AAS này các anh chị nắm giữ ok và nay có thể mua được nhé nó mua nó nó là một cái viên điều chỉnh khối lượng thấp không vấn đề gì cả BWE các anh chị <cười> <cười> nắm giữ và cổ phiếu này nhắc mua cũng rất là nhiều phiên rồi những cái phiên này đều nhắc các anh chị mua hết TDM là cổ phiếu cũng đang đi lên khá là tốt thậm chí các anh chị có thể mua được vẫn có thể mua được nhé vẫn khá là gần nền VEA đang chạy khá là tốt các anh chị nắm giữ cổ phiếu Thậm chí cũng có thể xem xét mua được anh chị nhé Vì khối lượng nó đang khá là thấp Những cái phiên rũ là khối lượng khá là thấp và rút chân lên Ri Ri này thì nắm giữ thôi không mua nữa Nó khá là xa nền rồi nó cách mất 10% so với nền rồi Nhưng Các anh chị nắm giữ ok nbb này ok các anh chị nắm giữ nó đang chạy khá là tốt VPB VPB đang chạy rồi nhé Thậm chí các anh chị hôm nay có thể mua được IDI này thì chạy quá là mạnh rồi đúng không? Các chị chỉ nắm giữ thôi không mua được nữa. VHC, VHC là cổ phiếu mà đây để mua một đợt nền mà chúng ta cũng nhắc khá là nhiều và cổ phiếu này hiện nay vẫn đang duy trì chạy được. Chưa chạy nước rút đâu, nó sẽ còn một cái nhịp chạy nước rút ở phía trên nhưng mà nó chưa đến. Các chị có thể nắm giữ. Tất nhiên nếu thủng MA10 cuối phiên thì chúng ta sẽ chạy nhé chị nhé. Đấy, CMX cũng ok nhé, các chị nắm giữ thôi. CNG, CNG thì phía này có thể mua được anh chị nhé, chạy khá là ổn. À, HTG, Ok các anh chị nắm giữ Xa nền rồi PNG PNG thì uh, Các anh chị nắm giữ ok Hôm nay có thể mua được BPH này thì vẫn ok nhé TNG TNG các anh chị ok nắm giữ FMC FMC các anh chị nắm giữ ok Thậm chí này các anh chị cũng có thể mua được Những cái phiên điều chỉnh khối lượng nó khá là thấp Thậm chí này mua được anh chị nhé Đấy, VGI VGI đang chạy khá là tốt Các anh chị nắm giữ cổ phiếu đó là các cổ phiếu kim cương dưới đây là những cái cổ phiếu ok thì các chị nắm giữ ok với những sab này pvi này gmd này ok này dmc này dpr này các chị ok nắm giữ này ltg này ibm này ppg đều ok nhé eve này cũng đồ thị rất là đẹp luôn đấy các chị nắm giữ lợi nhuận rất là cao rồi đấy từ đây được khoảng 20 phần trăm rồi đấy Đói, ok này DHA ok này TTR OK này, KDM OK này, TA9 OK này, C4G OK này. Đấy. cổ vu này này thì nó là cổ phiếu mới IPO đồ thị nó chưa rõ nét nhưng mà cái chị nắm giữ thì cũng được DBC này thì chưa vượt nền anh chị nhé thì đó là những cổ phiếu đẹp nhất rồi anh chị nhé dưới này là hết cổ phiếu số hơn thì các anh chị có thể xem chi tiết ở đây nhé cổ phiếu ưu tiên một là kim cương cổ phiếu thứ hai là ok thứ ba là ok thì ở đây thì mình cũng chia sẻ với các chị là những cái cổ phiếu mà những cái điểm mua những cái cổ phiếu mà chúng ta chia sẻ về mua này các chị không phiên ngày hôm qua thì mình bận mình không làm video được thì mình gửi trong nhóm group cho các chị cả cái file ngày hôm qua ngày hôm qua là khuyến nghị mua TDM ri với lại Gil đúng không ngày đây ngày hôm qua à, mình cũng không kỳ vọng nhé là chúng ta đúng được 100% mình chỉ kỳ vọng các anh chị à, chọn những cổ phiếu kim cương này chúng ta đúng được 50% thôi và khi đúng thì cho chúng ta lợi nhuận từ 20, 30 đến 40% và khi sai chúng ta có thể hề hoặc lỗ 2% hoặc lỗ 5 tối la 7% thì đều cho cái lợi nhuận rất là ổn rồi các anh chị ngày 5 tháng 4 này ví dụ thế giới di động này AS này đấy AD, này nhắc rất là nhiều mua và ri ở PNG nhé các anh chị thấy đây nó đều có những cái lợi nhuận 44 bốn, 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 bốn này đó TDM này, TNG để Q này, PNG này, MC này đấy, đây là những cổ phiếu điều mua. Đó thì đây là những cái chia sẻ thông tin về phân tích cổ phiếu hàng ngày thì mình cũng hy vọng là cái kênh của mình á, các anh chị xem thì các anh chị thấy nó sẽ khô khan và nhàm chán. Nhưng mình hy vọng là các anh chị hiểu được một cái triết lý trên thị trường chứng khoán là những cái thứ nào mà nó định lượng, nó khô khan, nó không cảm xúc thì nó mới giúp chúng ta kiếm được tiền. Còn nếu mà tham gia thị trường chứng khoán với một cái tâm lý là hết sức là vui vẻ hết sức là thăng hoa thì chúng ta sẽ không bao giờ kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán đâu. thì hy vọng là mình cũng lan tỏa phần nào chia sẻ cho các anh chị về cái triết lý cái cách thức tiếp cận giao dịch kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. đây là cách tiếp cận của 10% những nhà đầu tư mà có thể kiếm được tiền trên thị trường. Thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh và chia sẻ kênh đối với những người quan tâm chứng khoán. các anh chị đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất. ok. chào tạm biệt các anh chị. hẹn gặp lại.